Chào các bác nhá. Chiều nay em sẽ giới thiệu một siêu loa cho các bác. Các bác ngóng mong chờ nhé. Loa Man Go Bass 30. Một lô loa mà có lẽ là khi đăng lên đây thì rất nhiều anh em thợ là thèm cái lô này. Tại vì là có rất rất nhiều người đã săn lô này từ năm ngoái đến giờ, đến đây là hơn một năm nhưng không lấy được. Cuối cùng là đã về với cửa hàng em. Lô này nó rất lớn các bác ạ. Nó cực kỳ là lớn. Rất nhiều tiền lô này. Ở đây là chưa về hết. Đấy. Chưa về hết lô hàng đó. Rất chi là nhiều. Đấy. Các bác chờ tối nay lên sóng nhá. Tối nay lên sóng nhá. Đấy. Hàng cực kỳ là đẹp luôn. Man Go. Và báo trước là giá loa này không hề rẻ. Đấy. Không hề rẻ đối với một loa xịn như thế này nhá. Đấy. Đấy. Các bác tối nay nhá. Cực kỳ là đẹp. Đây.